thưa quý vị, có một sự thật rất đáng buồn là rất nhiều những chuyên gia giỏi đã và đang rời Việt Nam. Trước đó là ông Philippe Jouzier và ngày hôm nay Minh Hải rất buồn khi phải thông báo với các bạn một thông tin là ông Jürgen Gede cũng đang trên đường rời Việt Nam của chúng ta. Tất cả chúng ta đều đã biết đây là những chuyên gia hàng đầu đóng góp một phần nổi bật vào sự thành công của bóng đá Việt Nam. Và đây chính là một trong những đường băng quan trọng nhất để cho lứa Quang Hải trước đây và cả các thế hệ cầu thủ trẻ sau này cất cánh. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với ông Jürgen Gede về 6 năm ở Việt Nam, về những điều mà bóng đá Việt Nam nên phát triển để có được một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng. Xin được chào ông Jürgen Gede. Ông vừa mới có một cuộc làm việc với câu lạc bộ Viettel và cuối cùng kết luận nó là như thế nào? Hôm qua chúng tôi đã ngồi lại với nhau để nói chuyện về tương lai. Và tất nhiên, sau 2 năm hợp tác, cả đội bóng và tôi đều có nhiều điều phải cân nhắc. Chúng tôi đã đi đến thống nhất là không gia hạn hợp đồng nữa và tôi sẽ rời Viettel. Thực sự thì cái cảm giác của ông như thế nào khi ông đã quyết định là sẽ không gia hạn hợp đồng nữa với Viettel? Tới nay, tôi đã ở Việt Nam được 6 năm rồi. Tôi yêu bóng đá Việt Nam, tôi yêu con người nơi đây. Tôi đã sống một phần cuộc đời mình ở đây. Tôi không bao giờ thất vọng vì tôi đã làm việc nỗ lực và nói với mọi người rằng chúng ta sẽ thay đổi như thế nào. Tôi làm việc để các cầu thủ phát triển và đó là công việc rất khó. Tôi làm việc ở Viettel 2 năm. Tôi đã chia sẻ với các huấn luyện viên, với các cầu thủ, với tất cả mọi người. Tôi luôn làm bằng tất cả những gì mình có và tự yêu cầu bản thân phải cố gắng hơn nữa. Tất nhiên, sẽ có những lúc buồn, những lúc thất vọng, nhưng tôi đã làm tất cả những gì có thể và kết quả cũng rất tốt. Trong 2 năm ấy, cũng có rất nhiều điều xảy ra và tôi nghĩ sẽ là tốt hơn nếu dừng lại ở đây. Tôi đã theo nghề này lâu rồi và cảm xúc cũng rất đa dạng. Có lúc mình vui, có lúc mình buồn, có lúc tức giận và thất vọng. Tôi đã nghĩ trước điều đó rồi và vợ tôi cũng nói nhiều về vấn đề này. Tôi nghĩ sẽ là tốt hơn nếu tôi rời Viettel. Khi tôi đi, đó là cơ hội để Viettel thay đổi một cái gì đó mới mẻ hơn. Tôi thật sự rất bình thản để đưa ra quyết định này. Nhưng thực sự tôi tiếc vì sẽ không bao giờ gặp những người bạn tốt của mình. Những chàng trai trẻ mà tôi đã gắn bó với họ 2 năm đầy nhiệt huyết. Thực sự thì ông có thể chia sẻ được cái lý do mà đôi bên không dạn hợp đồng với nhau được không? Đó không phải là vấn đề lớn đâu. Có những chiến lược và quy định riêng ở đây. Các lứa được chia theo độ tuổi. Tôi thấy không có vấn đề gì. Có thể tôi đã bắt đầu lớn tuổi rồi, nhưng trái tim tôi luôn rất trẻ và đầy khát khao cống hiến cho lớp trẻ. Tất cả phụ thuộc về phía Viettel và họ hỏi tôi rằng tôi muốn như thế nào. Tôi cũng nói rằng tôi không muốn làm việc như thế này nữa. Như tôi đã từng nói với anh rồi, chúng ta cần phải tìm kiếm hướng đi tốt nhất. Và tôi thú thật là tôi không thật sự hạnh phúc với tình hình như bây giờ, bởi tôi không thay đổi được gì nhiều, dù đã cố gắng làm hết sức mình. Tôi cảm nhận rằng mình có những tư duy khác. Có lẽ là chúng ta sẽ nhìn thấy 2 năm của ông Jürgen Gede ở Viettel với chức vô địch U21. Ông là một phần rất là quan trọng để góp công vào sự phát triển của các hệ trẻ ở Viettel, cũng như ngày càng có nhiều hơn những cầu thủ Viettel đóng góp cho các đội tuyển quốc gia. Ông có thể nhìn lại 2 năm vừa rồi mình đã làm được gì và đâu là những điều ông chưa làm được? Trước hết phải nói rằng năm đầu tiên thực sự rất thành công. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, quyết đoán và thay đổi được nhiều điều. Đó là bước đệm tuyệt vời cho các đội thi đấu thành công ở các giải U21, U19 và U17 quốc gia. Nhiều cầu thủ thực sự tiến bộ trong 2 năm đó. Đôi khi, bạn biết đó, lứa tuổi cực kỳ quan trọng. Như năm 2022 này, chúng ta không có những cầu thủ giỏi. Chúng ta có những tài năng trẻ nhưng cần có thời gian để cải thiện, để giúp họ trở thành một cầu thủ giỏi thực sự trên sân cỏ. Tôi đã giải thích rất nhiều cho các thành viên của ban lãnh đạo đội bóng rằng năm nay sẽ có nhiều vấn đề với các lứa trẻ, lứa U19, U17, U15 và U13.
chúng ta cần nhiều thời gian cho các đội này, chứ không thể nói là nó sẽ thành công như các năm trước. Tôi đánh giá lứa U21 vô địch quốc gia có chất rất tốt, kỹ thuật tốt, ý chí vững vàng và ổn định. Vài cầu thủ trong số đó đã lên đội 1 rồi lên cả các đội tuyển quốc gia. Lãnh đạo đội bóng đã đến và hỏi tôi rằng: Jürgen, chúng ta có thể làm gì với lứa này? Tôi đã đưa ra tất cả những gì cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lứa đó phát triển và cho cả đội tuyển quốc gia nữa. Tôi có mối quan hệ tốt với các đội tuyển quốc gia và cả những quan chức cấp cao của VFF nữa. Điều đó thực sự tốt cho sự phát triển của các cầu thủ trẻ Viettel. Tất nhiên, đó không phải là một mình tôi mà còn nhiều huấn luyện viên, các chuyên gia khác nữa ở Viettel. Chúng tôi tìm phương pháp phù hợp nhất để làm việc với nhau và cùng nhau chinh phục thành công. So if you have two more years, what do you do for Viettel? No, next question. Okay, so you leave Viettel. Yeah. It doesn't mean you will leave Vietnam, right? Tuần này tôi về Đức để gia hạn bằng FIFA Pro và tôi sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 4 tháng 8. Như tôi đã tâm sự với anh, nếu được, tôi muốn ở lại Việt Nam bởi tôi có lời mời để làm huấn luyện viên trưởng. Tôi sẽ suy nghĩ xem điều gì là phù hợp nhất cho tôi bây giờ. Tôi không có gì phải vội vàng hay lo lắng gì cả. Tôi có thể chờ đợi và thực sự tôi muốn ở lại Việt Nam, nhưng tôi muốn mọi thứ phải minh bạch. Tôi và vợ đều đã quen ở Việt Nam, nên sẽ không có vấn đề gì về cuộc sống hay thích nghi để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả. Tôi có thể lớn tuổi trong giấy khai sinh, nhưng trong công việc, tôi vẫn tràn đầy năng lượng và khát vọng. Thực ra thì ông là một người mà đã sống ở Việt Nam 6 năm rồi và bản thân ông cũng có một cái tình yêu rất là lớn cho Việt Nam. Ông đã bao giờ nghĩ đến cái chuyện là ông sẽ rời Việt Nam trong cái khoảng thời gian này hay chưa? Bởi vì tất cả chúng ta đều sẽ chuẩn bị để về quê hương, nhưng có lẽ là không phải là thời điểm này. Cuộc sống của tôi vẫn trôi đi một cách giản dị. Khi hợp đồng kết thúc và chúng ta chấp nhận nó như một lẽ bình thường, tôi vẫn sẽ làm việc cho tới giây phút cuối cùng và sẽ quyết định sau đó. Có thể tôi vẫn sẽ làm việc với các cầu thủ trẻ, có thể là nắm một câu lạc bộ nào đó hoặc ở một đội tuyển quốc gia. Cơ hội vẫn đang tìm đến với tôi và không ai biết trước mọi thứ sẽ như thế nào. Tôi vẫn đang nghĩ về công tác đào tạo trẻ, về phương pháp giúp các cậu bé trở thành những cầu thủ giỏi. Có rất nhiều đội bóng hiện gặp khó khăn trong công tác đào tạo trẻ. Tôi nhìn thấy rất rõ điều này ở những giải đấu U19, U17, U15. Đôi khi các huấn luyện viên cũng hỏi tôi là chúng ta cần phải làm gì, bắt đầu như thế nào, bắt đầu từ đâu. Tôi nghĩ việc đầu tiên là xây dựng một nhóm chuyên gia và tầm nhìn của họ là phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Như bạn thấy, giờ như đội U23 Việt Nam đang có vấn đề, U19 Việt Nam cũng thế, thậm chí vấn đề còn lớn hơn. U17 Việt Nam cũng tương tự. Những người có trách nhiệm cần ngồi lại với nhau để giải quyết các vấn đề nổi cộm. Chúng ta cần có nhiều trận đấu giao hữu, nhiều giải đấu cho các cầu thủ trẻ được thi đấu mỗi tuần. Cũng rất cần để xây dựng mối quan hệ hợp tác, đào tạo với các đội bóng châu Âu. Tôi đã nói về điều này rất nhiều lần rồi. Nhiệm vụ này bắt đầu từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, rồi mới đến các cầu thủ. Tất nhiên, các cầu thủ cần có thêm cơ hội thi đấu. Như đội U17, một năm các cầu thủ chỉ có 10 trận đấu thôi. Các cầu thủ sau đó ở lại học viện và tập luyện. Làm sao có thể cải thiện đẳng cấp cho các cầu thủ chỉ bằng cách tập luyện mà không thi đấu? Động lực thi đấu của các cầu thủ sinh ra từ đâu? Rồi không có trận đấu nào cho cầu thủ trẻ thì lấy đâu ra cơ hội cho huấn luyện viên trẻ, cho các trọng tài trẻ? Chúng ta nói rất nhiều đến nâng cao kỹ thuật cá nhân, chiến thuật nhóm, nhưng đó không phải là tất cả. Quan trọng nhất là vào ngày cuối tuần, các cầu thủ phải được thi đấu đối kháng. Như ở châu Âu, cả tuần họ lên kế hoạch, tập luyện
để rồi cuối tuần ra sân thi đấu. Ở Việt Nam, rất nhiều người mơ về châu Âu, nhưng đây không phải là cách tập luyện để ra châu Âu thi đấu. Tôi đã nói với mọi người rằng cách làm việc này rất khác ở châu Âu. Ở Viettel, chúng tôi có tất cả mọi thứ, thiết bị rất tốt. Ở Việt Nam, tôi nghĩ PVF, Viettel không có đội nào sở hữu cơ sở vật chất tốt như vậy. Chúng ta có mọi thứ rồi, nhưng phải thay đổi tư duy. Rất nhiều cầu thủ trẻ gặp vấn đề và tương lai sẽ như thế nào? Tôi hỏi trực tiếp các học trò của mình, cậu mong muốn điều gì? Còn muốn đi nơi này, thi đấu ở đội kia. Ok, nhưng bằng cách nào con thực hiện được điều đó? Bằng cách tập luyện như thế này ư? Chỉ mỗi tập luyện chay thế này à? Tôi bảo họ, con phải thay đổi thôi. Và cả lãnh đạo cao nhất đến các chuyên gia, huấn luyện viên cũng cần phải thay đổi. Các huấn luyện viên cũng chịu áp lực thành tích với các giải đấu. Chi lý bóng đá của chúng ta về vấn đề này là gì? Sự phát triển của cầu thủ hay bóng đá thành tích? Chúng ta cần phát triển cầu thủ, nhưng nhiều người bảo thành tích quan trọng hơn. Thì đúng rồi, chúng ta cần thành tích, chúng ta ghét thất bại và nổi nóng khi thua trận. Nhưng còn cầu thủ trẻ, mới 13 tuổi, 15 tuổi, hoặc lớn hơn chút thôi. Chúng ta cần thấy sai lầm của cầu thủ trẻ từ đó để cải thiện và nâng cao chất lượng cho cầu thủ hơn. Đây là yếu tố quyết định để nâng tầm đội bóng, nâng tầm một nền bóng đá. Đúng, ở châu Âu, ông chủ ký với huấn luyện viên hợp đồng 2 hoặc 3 năm. Họ gia tăng áp lực cho huấn luyện viên, nhưng không bao giờ can thiệp vào công việc của huấn luyện viên. Ở châu Âu, ông bầu cho huấn luyện viên nhiều quyền lực và cũng chịu nhiều trách nhiệm hơn. Có nhiều huấn luyện viên vào phòng tôi hỏi, Jürgen, ta giải quyết vấn đề này như thế nào? Hướng này được không? Tôi bảo, cứ thực hiện như vậy đi. Tôi có một vấn đề lớn và tôi nghĩ về nó thường xuyên. Với tôi, thành tích vào thời điểm hiện tại thực sự không quá quan trọng. Tôi biết họ cần thành tích, nhưng đâu mới là cách tốt nhất để phát triển cầu thủ trẻ? Bạn có thể nhìn thấy nhiều đội bóng ở Việt Nam, ví dụ như Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội FC, PVF. Tôi không chỉ trích, nhưng tôi nhìn thấy các cầu thủ bây giờ rất tốt và họ cần thời gian trong quá khứ để đi lên. Những cầu thủ hay nhất ở lứa U13 mạnh dạn đưa lên lứa U15 để tiếp tục nâng tầm bản thân. Những cầu thủ tốt nhất của lứa này cần được đưa lên lứa cao hơn. Những người có trách nhiệm cần phải ngồi xuống, bàn bạc và quyết định để rồi thực hiện theo đúng kế hoạch đó. Rất nhiều đội bóng ở Việt Nam cần phải như thế. Tôi từng làm giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi đi nhiều nơi, xem nhiều giải đấu, nghiên cứu nhiều cầu thủ. Và giờ tôi không biết những cầu thủ tiềm năng mấy năm trước giờ họ ở đâu. Phải nói là ở Việt Nam ấy, chúng ta cũng đã biết rồi là mọi người yêu mến cái thành tích và đam mê cái thành công. Và huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng nói một câu là người Việt Nam yêu bóng đá nhưng mà là yêu một thứ bóng đá chiến thắng. Và khi mà người ta thất bại rồi, người ta bị chỉ trích rất là nhiều, và đấy cũng là một cái áp lực rất là lớn đối với huấn luyện viên và đối với các ông bầu. Vậy thì ông có thể chia sẻ một chút là cái tầm quan trọng của thất bại đối với bóng đá trẻ như thế nào? Đây là một câu hỏi lớn. Chúng ta cần thành tích và ta sẽ nói về V-League trước. Các đội bóng đều đào tạo trẻ để cung cấp cầu thủ cho V-League, nên họ cũng cần thành tích. Bởi thành tích tạo ra sự tự tin, mà sự tự tin là yếu tố quan trọng để chinh phục thành công. Nó giống như một vòng tròn khép kín. Tất cả những người Việt Nam mà tôi biết đều rất yêu bóng đá. Và họ thường nói với tôi rằng, Jürgen này, tương lai của bóng đá Việt Nam rất tươi sáng. Đó là ước mơ của họ, nhưng thực tế lại rất khác. Nhiều đội bóng trên thế giới như Bayern Munich, Real Madrid, Barca
improvement. Họ gặp rất nhiều giai đoạn khó khăn, nhưng họ biết cách khởi động lại để xây dựng một kế hoạch mới nhằm đưa đội bóng trở lại đỉnh cao. Thế nên chúng ta không thể nói 5 năm, 6 năm, 7 năm nữa, bóng đá Việt Nam cứ phát triển lên được, bởi nhiều thời điểm bóng đá sẽ thất bại và đi xuống. Thời điểm này, chúng ta hãy nhìn vào chất lượng của các trận đấu, các giải đấu để đánh giá và so sánh. Tôi xem Champions League, xem các giải đấu ở châu Âu và V-League để rút ra những kết luận quan trọng. Họ lựa chọn và đào tạo cầu thủ như thế nào? Họ xây dựng đội bóng dựa trên tiêu chí nào và triết lý của họ là gì? Mỗi lần họ gặp khó khăn, họ ngồi lại với nhau, phân tích ngọn ngành mọi thứ rồi bàn bạc, thống nhất giải pháp. Thế nên, đừng nói người hâm mộ chỉ thích chiến thắng, vì tất cả chúng ta đều thích chiến thắng. Nhưng người làm bóng đá phải học được từ chính những sai lầm của mình, từ chính thất bại của mình. Tôi thấy mình cần được biết những nhược điểm của cầu thủ hơn là thành công. Chiến thắng làm mọi người đều thấy vui và đôi khi chiến thắng che lấp tất cả mọi sai lầm và chúng ta không thể nào biết vấn đề của mình ở đâu mà sửa chữa. Như thế là không có lợi cho tương lai lâu dài và ổn định của cầu thủ sau này. Như đội U15 của chúng tôi thắng, nhưng tôi không vui bởi chất lượng màn trình diễn của cầu thủ thấp hơn so với sự kỳ vọng của tôi. Chúng ta thắng, ok, nhưng người huấn luyện viên phải nhìn thấy những sai lầm, phân tích và sửa cho học trò để họ tiếp tục tiến bộ. Đó là cách làm đúng mà các đội bóng châu Âu đang thực hiện. Tôi liên tục chỉ ra những nhược điểm của các học trò, không phải là tôi hay phàn nàn, mà bởi vì tôi thấy có nhiều điểm cần phải thay đổi và cải thiện cho cầu thủ. Thú thật, tôi rất ít khi hài lòng với chất lượng của cầu thủ, ngay cả đó là công việc tôi làm. Nếu bạn thắng, mọi thứ ổn, nhưng thua lại là vấn đề khác. Họ mới chỉ 13-14 tuổi thôi. Hãy cho các bạn nhỏ ấy cơ hội để trưởng thành và mạnh mẽ sau chính những sai lầm của mình. Chúng ta phải giúp đỡ và dạy dỗ họ. Tôi có hai câu hỏi rất lớn cho ông. Thực sự đây là hai vấn đề, tôi biết là hai câu hỏi rất lớn. Và nó có thể là một câu hỏi rất là chung chung để ông có thể chia sẻ. Bóng đá Việt Nam thì luôn luôn hướng đến hai mục tiêu. Một là xuất khẩu cầu thủ ra châu Âu, và thứ hai là đi dự World Cup. Làm thế nào để chúng ta xử lý được hai vấn đề này? Đầu tiên là các cầu thủ trẻ của chúng ta có thể ra được châu Âu. Đây thực sự là câu hỏi lớn mà chúng ta không thể trả lời hôm nay được. Tôi nghĩ nếu bóng đá Việt Nam muốn có cơ hội đó, tất cả những tên tuổi lớn phải ngồi lại với nhau để xây dựng một kế hoạch hành động cho mục tiêu cụ thể. Ví dụ như lọt vào World Cup chẳng hạn, bóng đá Việt Nam nên có những chương trình cụ thể cho từng lứa tuổi. Chúng ta cần thời gian, chúng ta cần ngân sách và chúng ta cần tất cả những gì mà bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao cần. Như thế, bóng đá Việt Nam mới có thể có được một điều gì đó. Mục tiêu ấy không hề đơn giản với các quốc gia châu Á. Có bao nhiêu đội bóng ở châu Á có thể tiến lên nhóm đội mạnh nhất thế giới? Hãy cho các cầu thủ trẻ những điều kiện tốt để phát triển. Hãy cho các huấn luyện viên những điều kiện thuận lợi để nâng tầm bóng đá trẻ. Đó là cách đi vững vàng, ổn định nhất. Nhiều người nói đội tuyển Việt Nam cần thay đổi lối chơi, bởi chúng ta đã chơi như thế 4-5 năm nay rồi, và giờ là lúc suy nghĩ để thay đổi, để phát triển, để mạnh mẽ hơn. Sau đó, thay đổi xuống các đội trẻ hơn như U23, U21, U19, U17, để các đội chơi cùng một hệ thống chiến thuật. Bóng đá Việt Nam cần phải rõ ràng với kế hoạch của mình. Đưa cầu thủ ra nước ngoài tập huấn, thi đấu, những trận giao hữu và xem họ chơi như thế nào. Bạn có thể nhìn thấy đội tuyển quốc gia có lối chơi rất khác với đội tuyển U23 Việt Nam. How can like this? So they have to play the same football, right? The same football. The same philosophy. Đội tuyển quốc gia có thể chơi 4-4-2 hoặc 4-2-3-1 hay chiến thuật nào khác cũng được, nhưng chúng ta phải ngồi lại với nhau. Cầu thủ này đây, làm thế nào để tốt nhất cho cầu thủ ấy và phát huy tốt nhất trong sơ đồ nào, đội hình nào? Tôi còn thấy đưa cả tiền đạo với đá trung vệ, với tôi đó là điều không thể. Đó không phải là cách cải thiện đẳng cấp cho cầu thủ để họ có thể lên đỉnh cao. Bóng đá Việt Nam cứ kêu không có tiền đạo cắm vì ở V-League
tất cả tiền đạo cắm đều là cầu thủ ngoại. Vậy làm thế nào để phát triển cầu thủ Việt Nam ở vị trí đó? Chỉ có một cách, hãy cho họ xuống những đội nhỏ hơn, trẻ hơn như là đội hạng nhất, hạng nhì, để cho cầu thủ được ra sân thi đấu. Chúng ta cho họ 1 năm, 2 năm, 3 năm và biết đâu họ có thể được ra nước ngoài thi đấu. Tất nhiên, chúng ta cần tiền với những vấn đề này. Tôi nghĩ ý tưởng, quyết tâm còn quan trọng hơn. Chỉ bằng tập luyện mà không được thi đấu, các cầu thủ không thể tiến bộ được. Bạn cũng đi xem đội tập nhiều, bạn biết đấy. Tập luyện chay không bao giờ là đủ cả. Từ đội tuyển quốc gia hay đội 1 của các câu lạc bộ cũng vậy. Xác định triết lý rồi thực hiện cho cả hệ thống. Tất nhiên, bóng đá Việt Nam cần vô địch AFF Cup, cần giành huy chương vàng ở các giải đấu Đông Nam Á. Nhưng chúng ta cũng cần chuẩn bị về nền tảng cho các cầu thủ. Nếu muốn đưa cầu thủ ra nước ngoài, chúng ta cần phải phát triển cầu thủ như thế nào? Nếu muốn đưa đội tuyển Việt Nam vào World Cup, hệ thống sẽ phải vận hành ra sao? Chúng ta, những nhà quản lý thể thao giỏi, cần đội ngũ huấn luyện viên chuyên môn cao, cần huấn luyện viên thể lực, bác sĩ thật tốt. Cầu thủ cần chế độ dinh dưỡng tốt và cơ chế phục hồi thật nhanh, thật hiệu quả. Khi tôi tới đây, tôi nói hết những vấn đề này. Bạn có biết lần trước tại sao chúng ta đến World Cup U20 không? Trước đó tôi đã kiểm tra mọi thứ để đánh giá về nền tảng của đội bóng. Sau đó gặp lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi đệ trình cả một kế hoạch lớn và rất may lãnh đạo VFF đồng ý. Sự tin tưởng lẫn nhau là điều cực kỳ quan trọng. Xuất dự U20 World Cup là kết quả. Nhưng thật sự chúng ta đã tạo ra được một lứa cầu thủ rất tốt. Họ được đầu tư, được trao cơ hội để tiến bộ, được quyền mắc sai lầm. Và đó là nền tảng để đội tuyển Việt Nam có thêm những thành công sau này. Khi thắng, chúng ta cười. Khi thua, chúng ta khóc. Nhưng quan trọng là khóc xong rồi thì phải học được điều gì đó. Và đó chính là những nhân tố giúp các cầu thủ đi lên về đẳng cấp. Huấn luyện viên Kerry Sack của Hoàng Gia Lai đã từng có một cái chia sẻ rất là hay. Là trước khi các đội tuyển quốc gia nghĩ đến World Cup thì các đội tuyển trẻ của họ phải được vào World Cup đã. Có nghĩa là chúng ta cần phải đào tạo trẻ thật tốt thì lúc đấy chúng ta mới có cái kết quả. Nhưng người Việt Nam đang tư duy hơi ngược. Tức là họ đang mong muốn có được một cái kết quả là đi vào World Cup nhưng lại bỏ qua giai đoạn đào tạo trẻ. Quan điểm của ông về vấn đề này như nào? Đúng, anh ấy nói rất chuẩn. Anh ấy là một huấn luyện viên có kinh nghiệm và từng dẫn dắt cả đội tuyển Thái Lan. Thái Lan vào thời điểm này là rất mạnh, dù trước đây họ gặp khó khăn và mất đi tính cân bằng. Với tôi, các cầu thủ trẻ cần được thi đấu, càng nhiều càng tốt. Thậm chí, cần đưa các tài năng trẻ vào đội tuyển quốc gia. Tôi rất quyết liệt với vấn đề này. Như các câu lạc bộ đang thi đấu ở giải quốc nội, cần phải đưa số lượng cầu thủ trẻ vào sân thi đấu. Như thế thì chất lượng cầu thủ Việt Nam mới được nâng lên. Kinh nghiệm được tích lũy, bản lĩnh được chu rèn và cơ hội sang châu Âu thi đấu hay vào World Cup mới được mở ra. Chúng ta nên suy nghĩ theo hướng này và tất nhiên quyết định thuộc về số đông. Ví dụ, ngày hôm nay hai đội đá với nhau, những cầu thủ không được đá hôm nay, ngày mai sẽ ra sân thi đấu như một giải đấu chính thức dành cho đội hình B. Tôi tin là các cầu thủ sẽ rất hạnh phúc bởi họ được thi đấu, được cải thiện và được tiến bộ. Họ nhìn thấy đội hình A đá, họ có động lực mạnh mẽ để được đá ở đội hình chính và họ sẽ cố gắng hơn trong trận đấu dành cho đội hình B. Họ sẽ nghĩ là mình được thi đấu, huấn luyện viên sẽ quan sát và biết đâu sẽ có cơ hội. Như vậy sẽ rất tốt cho các cầu thủ trẻ, tốt cho đội tuyển quốc gia. Thế nên tôi nhấn mạnh là các cầu thủ trẻ cần được thi đấu, bởi thi đấu chứ không phải chỉ tập chay mới giúp các cầu thủ thực sự tiến bộ. Tất nhiên, chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng và ấn định thời gian diễn ra trận đấu và bao nhiêu trận đấu một năm. Nó rất quan trọng đấy. Ví dụ như từ tháng 3 đến tháng 10 hoặc tháng 9, như ở châu Âu, họ có giải vô địch. Người ta bắt đầu xây dựng kế hoạch dài hơi cho cầu thủ.
chứ không phải giải đấu diễn ra trong 2 tuần như ở Việt Nam. Liên đoàn bóng đá quốc gia cần phải suy nghĩ đến vấn đề này. Khi bạn nói về World Cup, đó là giấc mơ. Nhưng để thực hiện giấc mơ ấy, chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ, chứ không chỉ một mình đội tuyển quốc gia. Ví dụ như là giải vô địch quốc gia đã như lịch của châu Âu, chuẩn bị một giải vô địch theo từng lứa tuổi trong nhiều tháng, bỏ nhiều tiền đầu tư vào đó, chăm sóc cho cầu thủ đầy đủ, tôi đảm bảo kết quả sẽ khác ngay. Đặc biệt, chúng ta cần tiền đạo giỏi hay các tiền đạo cánh, trung vệ giỏi. Và chúng ta cần phải cho các cầu thủ ở vị trí này thi đấu nhiều hơn chứ. Giả sử như Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan 2 năm trước, bạn thử hỏi Hậu mà xem, ở bên đó thế nào? Khác hẳn. Hậu đã có rất nhiều vấn đề ở bên đó, bởi những gì Hậu học được ở Việt Nam là không đủ cho môi trường châu Âu. Thế nên chúng ta mới phải đặt ra vấn đề làm thế nào để đến được World Cup. Nó là một mốc son chói lọi, nhưng làm sao để giữ được nó, thực hiện được giấc mơ ấy. Không còn cách nào khác, chúng ta phải bắt đầu từ đây. Giấc mơ là giấc mơ, hiện thực là hiện thực. Hiện thực và giấc mơ cách nhau rất xa, mà để thu hẹp nó thì không chỉ nói mà phải hành động. Chúng ta cần có kế hoạch cho từng lứa tuổi, phải ra sân tập luyện, chiến đấu. Chiến đấu chứ. Phải quyết tử với những chi tiết cụ thể cho từng cầu thủ, từng buổi tập, cho từng đường bóng, từng trận đấu. Như ở Viettel, tôi đã chứng kiến và ghi chép sự thay đổi về cơ thể của một cầu thủ trong một năm, thực sự ấn tượng. Điều quan trọng là đôn đốc cầu thủ và chỉ cho họ việc cần phải làm, nhưng chỉ bởi một người thôi. Mỗi huấn luyện viên có một quan điểm và phương pháp khác, nên để cho cầu thủ phát triển được thì cần có sự nhất quán về phương pháp và triết lý. Nhưng đội tuyển thì khác, cần một nhất quán theo chiều dọc, xây dựng lối chơi cho đội nhỏ như đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ đây là thời điểm bóng đá Việt Nam nên thay đổi để có thêm thành công nữa. Có những giấc mơ chưa chắc thành hiện thực, nhưng chúng ta phải bắt tay vào làm. Không hành động thì làm sao mà tiến lên được. Tôi yêu đất nước này, tôi yêu các cầu thủ trẻ. Tôi đã nhìn thấy nhiều điều chưa tốt và thực sự muốn thay đổi. Tôi luôn đề cập đến một nhóm người gồm nhà quản lý, các ông bầu, các nhà chuyên môn và có thể mời thêm những huấn luyện viên giỏi ở V-League. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau, bàn bạc với nhau và tổ chức để thực hiện kế hoạch. Tất nhiên, để thực hiện được, bóng đá Việt Nam cần thời gian và cả tiền bạc nữa. Chúng ta phải làm việc này 7 ngày một tuần, phải đau đáu suy nghĩ về nó từng giây, từng phút, và chúng ta phải cùng nhau hành động. Tôi tin chắc bóng đá Việt Nam sẽ khác. Minh Hải đọc được một cái câu rất là hay, là giấc mơ là thứ mà chúng ta không phải ngủ chúng ta mới thấy, mà giấc mơ là thứ mà nó khiến cho chúng ta mất ngủ. Và đấy chính là cái giấc mơ của người Việt Nam của chúng ta, là bóng đá đến với World Cup, là chúng ta phát hiện ra rất là nhiều những cầu thủ trẻ, đưa các cầu thủ của chúng ta ra châu Âu một cách thành công. Nhưng ông Julian Gede vừa mới nói với chúng ta là giấc mơ và hiện thực đôi khi nó là một khoảng cách rất là xa. Mà để thu hẹp nó lại thì chúng ta phải làm việc, chúng ta phải ngồi lại với nhau và chúng ta đưa ra một kế hoạch hành động làm sao để nó trọn vẹn nhất, nó đồng bộ nhất. Đấy là điều mà bóng đá Việt Nam của chúng ta đang thiếu. Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này với ông Julian Gede. Ông đã nói về hiện thực và giấc mơ. Bây giờ làm thế nào để cho cái hiện thực và giấc mơ đấy nó
nó đến gần với nhau hơn. Có phải là do bóng đá Việt Nam đang không có được sự đầu tư tương xứng với cái mục tiêu của mình không ạ? Tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất phụ thuộc vào các câu lạc bộ. Công tác đào tạo trẻ cần huấn luyện viên giỏi, xác định triết lý bóng đá của mình, lựa chọn cầu thủ đầu vào. Nhưng vị trí tiền đạo mà chúng ta nói nhiều, nhà tuyển trạch phải liệt kê các tiêu chí để lựa chọn được những cầu thủ đáp ứng được yêu cầu ấy. Tôi với anh nói chuyện với nhau nhiều về Sông Lam Nghệ An. Họ có những cầu thủ rất mạnh mẽ. Tôi thích tổ chất này. Họ không chỉ khỏe về thể lực và ý chí cực kỳ mạnh mẽ. Họ lên đội tuyển, tôi đã hỏi, họ từ đâu đến vậy? Tôi ít khi thấy những cầu thủ có thể hình săn chắc, thể lực tốt, ý chí vững vàng như thế ở Việt Nam. Sông Lam Nghệ An tập trung vào đào tạo rất tốt, nhưng thời gian gần đây, như năm ngoái đá giải U19, họ gặp khó khăn và tôi không biết vì sao. Hoàng Anh Gia Lai chơi bóng đẹp mắt, kỹ thuật cao, phối hợp nhuyễn, tôi thích thế. Nhưng chúng ta phải tìm kiếm sự cân bằng trong lối chơi. Như ở Hà Nội FC, họ rất mạnh, tấn công tốt, phòng ngự ổn nên đội bóng thành công. Hay như Viettel của chúng tôi cũng rất mạnh trong tấn công nhưng cần có sự cân bằng. Đó cũng chính là cách mà các huấn luyện viên phải tính toán để phát triển cầu thủ của mình theo hướng cân bằng nhất. Làm thế nào để cải thiện các vị trí tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ và cả các hậu vệ cánh nữa? Đó là nguyên tắc phát triển đội bóng. Nếu các đội bóng làm một cách chi tiết như vậy, tôi tin chắc các cầu thủ tiến bộ và câu lạc bộ sẽ đi lên. Việt Nam nên đầu tư nhiều hơn nữa cho bóng đá trẻ. Chứ đừng chỉ nghĩ về V-League hay giải V-League quốc gia hay đội tuyển quốc gia. Tôi mong Việt Nam xây dựng nhiều học viện đào tạo trẻ, tổ chức các giải V-League quốc gia cho các lứa tuổi trẻ như giải V-League bây giờ. Các cầu thủ có được sự hỗ trợ của các chuyên gia giỏi, từ những chuyên gia phân tích đến những người thực hiện như huấn luyện viên thể lực, huấn luyện viên thủ môn, bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia phân tích hình ảnh. Chúng ta đã nói về câu chuyện liên quan đến phát triển cầu thủ trẻ để cho các đội bóng V-League, để cho đội tuyển quốc gia, nhưng còn một cái mảng nữa cũng rất là quan trọng. Đấy là chúng ta đào tạo những cầu thủ như thế nào để họ trở thành những cầu thủ quốc tế và để họ có thể ra châu Âu thi đấu được một cách thành công. Ông đã từng nói là Văn Hậu sang Heerenveen thi đấu và như thế là chưa đủ. Và còn cả Quang Hải nữa cũng đang có một dấu hỏi rất là lớn về thành công của bạn ấy ở châu Âu. Vậy thì theo ông, nếu như chúng ta muốn đưa các cầu thủ Việt Nam ra châu Âu thì chúng ta cần phải làm điều gì? Đây lại là một câu hỏi hay nữa của anh. Tôi đến từ châu Âu, tôi từng chơi ở Bundesliga, làm việc cho nhiều đội bóng khắp nơi trên thế giới. Tôi phải nói rằng bóng đá ở đó rất khác với Việt Nam. Như Đoàn Văn Hậu khi 16 tuổi, chúng tôi đưa cậu ấy vào đội tuyển U19 Việt Nam. Lúc đó, tôi nói rằng Văn Hậu có mọi thứ, là một tài năng thực sự mà bóng đá Việt Nam may mắn có được. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cậu ấy được gọi lên đội tuyển quốc gia. Thật tình lúc đó tôi nghĩ, đấy chính là thời điểm để Văn Hậu sang châu Âu. Cậu ấy có được lời mời từ Hà Lan. Câu lạc bộ Heerenveen muốn những cầu thủ trẻ đào tạo thành ngôi sao rồi bán. Đội bóng cho cầu thủ được chơi ở giải V-League quốc gia Hà Lan, được tích lũy kinh nghiệm. Hậu đến đó, nhưng ngay cả một tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam sang bên đó vẫn không thể cạnh tranh được. Mọi thứ ở châu Âu, từ thức ăn, thời tiết, hồi phục đều rất khác Việt Nam. Cơ thể của Hậu lúc ấy bắt đầu yếu đi và bị chấn thương. Cầu thủ Việt Nam ra châu Âu tốt nhất là ở độ tuổi trẻ, tầm 15-16 tuổi. Nhưng ở tuổi này thì cầu thủ Việt Nam rất khó để lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch ở châu Âu. Thế nên tốt nhất và khả thi nhất
là các đội tuyển bóng đá Việt Nam hợp tác với các đội bóng châu Âu. Các đội bóng ấy sẽ cho các cầu thủ Việt Nam sang tập luyện 2 đến 3 năm. Cho các cầu thủ mọi điều kiện để làm quen với môi trường ở châu Âu, đáp ứng sự đòi hỏi khắt khe của bóng đá châu Âu. Nếu chơi được cho đội bóng của châu Âu 2 đến 3 năm, tôi tin chắc các cầu thủ Việt Nam sẽ thay đổi đáng kể. Đẳng cấp cao hơn, hiểu về bóng đá châu Âu hơn và quan trọng nhất, họ có động lực mạnh hơn và tự tin hơn khi được chơi ở châu Âu. Như Quang Hải, đầu quân cho đội hạng nhì của Pháp trong bản hợp đồng 2 năm. Chúng ta cùng xem Quang Hải sẽ như thế nào. Nhưng giờ Quang Hải đã 26 tuổi rồi, thế là quá muộn. Quang Hải rất may mắn khi tìm được đội bóng phù hợp ở châu Âu. Tất nhiên, tôi mong những điều tốt nhất cho Quang Hải, vì cậu ấy từng là học trò của tôi. Quang Hải thực sự tài năng và có thể làm được điều gì đó. Nhưng Quang Hải phải hòa nhập được với văn hóa Pháp, bóng đá Pháp. Con người ở đó, ý chí cho mỗi trận đấu, thể lực sẽ rất khó khăn cho Quang Hải đấy. Nếu bóng đá Việt Nam có mối quan hệ hợp tác đào tạo ở châu Âu, Quang Hải đi cách đây 10 năm, thì tôi tin chắc mọi thứ sẽ không khó khăn nhiều. Bạn thấy vừa rồi đội tuyển U17 Việt Nam sang tập huấn ở Đức, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đó. Tôi có đến thăm đội một lần và hỏi các cầu thủ: này các bạn trẻ, các bạn thấy như thế nào? Điều kiện ở đây với Việt Nam ra sao? Tất cả đều nói Đức khác biệt hoàn toàn. Mạnh hơn, tính tổ chức cao hơn, chuyên nghiệp hơn hẳn, nhiều trận đấu hơn và tốc độ của trận đấu cũng cao hơn rất nhiều. Đây là U17 quốc gia Việt Nam, còn kia, họ chỉ là một lứa trẻ của một đội bóng tầm trung ở Đức. Thế mà các tuyển thủ trẻ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta phải hiểu về thực tế của bóng đá Việt Nam. Phải nói là thưa quý vị là có một điều rất là tuyệt vời, bởi vì từ xưa đến nay là chúng ta bị tắc bởi một cái câu hỏi là làm thế nào để đưa các cầu thủ trẻ Việt Nam đi ra nước ngoài sớm hơn, nhưng các câu lạc bộ đôi khi lại không cho họ đi hoặc không thể giải phóng hợp đồng được. Thì hôm nay ông Julian Gede đã cho chúng ta một cái giải pháp, đó là thiết lập những mối quan hệ hợp tác về đào tạo giữa các đội bóng Việt Nam và những đội bóng ở nước ngoài. Và đấy là con đường chúng ta giúp cho các cầu thủ trẻ ra nước ngoài để họ làm quen được, để khi những người như là Quang Hải hay là Văn Hậu họ ra châu Âu họ không còn quá bỡ ngỡ. Đấy là một con đường rất là hay, đấy là một ý tưởng rất là hay của ông Julian Gede. Ông đã chia sẻ chúng ta rất là nhiều điều. Có lẽ là Minh Hải ngay từ đầu đã muốn hỏi ông Julian về cái cảm xúc của ông như thế nào khi ông chuẩn bị rời Việt Nam. Nhưng cái câu chuyện của ông thì nó luôn liên quan đến bóng đá, làm sao lấy đau đáu để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để phát triển các cầu thủ trẻ. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cái câu chuyện của ông Julian Gede. Vì Minh Hải biết là ông Julian Gede đã từng từ chối trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, từ chối để làm huấn luyện viên trưởng của các đội bóng khác để ở lại Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng hỏi ông xem cái tình cảm của ông dành cho Việt Nam lớn như thế nào. Cũng đã lâu lắm rồi. Tôi được mời làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Nhưng vào thời điểm đó và cả bây giờ, tôi có hứng thú hơn với các cầu thủ trẻ. Và tôi muốn giúp Việt Nam ở khâu quan trọng này. Mặt khác, tôi cũng đã giải thích với VFF rằng đội bóng đang ở trong tình trạng thế này và cần có những điều kiện để phát triển. Nhưng thời điểm đó không khả thi bởi chúng ta cần tiền để thực hiện kế hoạch ấy. Thế nên tôi tiếp tục làm việc với bóng đá trẻ. Đội tuyển Việt Nam bây giờ thì khác rồi, có nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn, nhiều cầu thủ giỏi, cũng có nhiều cầu thủ ra nước ngoài như Văn Lâm và giờ là Quang Hải. Tôi có nói với VFF, các anh đáp ứng được những yêu cầu này, tôi sẽ đảm bảo thành công ở mức này cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng lúc đó khá phức tạp nên tôi vẫn tiếp tục công việc của mình là người đứng phía sau tư vấn. 4 năm làm việc với VFF, tôi hạnh phúc và tôi thành công, có những cống hiến cho các đội tuyển Việt Nam. Tôi có thể hiểu là có thể là lúc đó nó chưa hội tụ đầy đủ những yếu tố để ông trở thành huấn luyện viên trưởng, và vì là cái thực tế và cái giấc mơ của người Việt Nam ấy,
nó đôi khi là nó không phải là một. Và cũng có thể là do ông yêu cái công việc là làm việc với các cầu thủ trẻ nhiều hơn. Vậy thì còn cái cơ hội để trở thành huấn luyện viên trưởng của các đội bóng khác ngoài Việt Nam, tại sao ông lại không tiếp nhận cái cơ hội đó? Làm huấn luyện viên trưởng một đội tuyển quốc gia luôn là điều tuyệt vời và là động lực, mục tiêu của mọi huấn luyện viên. Tôi cũng yêu công việc này lắm, nhưng tôi phải cân nhắc khi người ta đề nghị tôi vào tuần trước để trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia của họ. Nhưng tôi chờ thời điểm thích hợp, bởi như tôi đã nói với anh, tôi nhận lời làm điều gì đó, mọi thứ phải rõ ràng, chứ không chỉ là lời hứa. Tôi cũng nghĩ đến việc trở lại với công việc của một huấn luyện viên trưởng. Tôi còn khỏe, còn khát khao và còn năng lực, thì tại sao lại không? Nhưng thật sự, tôi phải cân nhắc nhiều và vẫn đang để chế độ mở. Tôi sẽ làm hết hợp đồng với Viettel và luôn chuyên nghiệp đến giây phút cuối cùng. Nếu bây giờ có một lời mời từ Việt Nam để ông tiếp tục làm việc ở Việt Nam, thì ông muốn làm công việc gì và ông sẽ cống hiến như thế nào trên cái cương vị của mình? Tôi yêu Việt Nam. Tôi đã làm việc ở đây 6 năm. Tôi coi đây như ngôi nhà thứ hai của tôi. Vợ tôi bảo, này Jürgen, anh nghĩ sao nếu mình ở lại Việt Nam? Tôi trả lời, nào em, chúng ta chờ đã. Chúng ta yêu Việt Nam, yêu bóng đá, yêu đồ ăn thức uống và yêu con người nơi đây. Chúng tôi thực sự cảm thấy thoải mái và an toàn ở đây. Nếu có một lời đề nghị nào đó ở Việt Nam, chắc chắn là tôi phải cân nhắc, vì tôi đã quá quen với mọi thứ ở đây rồi. Tôi nói thẳng với anh, với tư cách là một người bạn, tôi muốn ở lại Việt Nam. Nhưng mọi thứ cần phải rõ ràng, không chỉ trên giấy tờ, không chỉ là lời nói hoặc những cú điện thoại, phải cụ thể và tỉ mỉ thì bóng đá mới phát triển được. Và như thế, chúng ta mới cùng vui. Tôi mong muốn đưa nền bóng đá Việt Nam phát triển, không chỉ là công tác đào tạo trẻ, mà còn có thể cố vấn cho những đội V-League nữa. Tôi tự nhận mình là người nhiệt huyết, trách nhiệm và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi đã sẵn sàng cho chương tiếp theo của cuộc đời mình. Thưa quý vị, là ông Jürgen Gede vừa mới nói xong là cái thành công của U20 World Cup hay là U19 trước đây, nó không phải là chỉ của một mình, của riêng ông. Nhưng Minh Hải có thể khẳng định một điều, nếu như không có ông Jürgen Gede thì tất cả những cái thành công đó đều không thể xảy ra, và chúng ta không thể có một thế hệ cầu thủ tốt như là Quang Hải hay Đoàn Văn Hậu. Đấy là điều chắc chắn. Một điều quan trọng nữa là ngoài cái sự nhiệt huyết, ngoài sự mong mỏi được cống hiến của ông Jürgen Gede, thì ông đã có 6 năm kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam, cho nên là ông rất dễ để có thể làm quen được với môi trường mới. Minh Hải thực sự rất mong muốn chúng ta sẽ giữ chân được một người tài giỏi và hết mình về Việt Nam như ông Jürgen Gede. Và cũng rất mong là chúng ta sẽ tận dụng được cái chất xám của ông để đóng góp vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Nếu các bạn còn mong muốn biết những cái thông tin liên quan đến ông Jürgen Gede, các bạn chỉ việc search chữ Vlog Minh Hải và Jürgen Gede là sẽ ra toàn bộ những chương trình mà Minh Hải đã làm với ông Jürgen. Hy vọng rằng chúng ta sẽ giữ chân được ông Jürgen ở lại Việt Nam càng lâu thì càng tốt. Cảm ơn ông rất là nhiều vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Mọi điều rất là tốt đẹp và hy vọng là chúng tôi có thể giữ chân ông được ở Việt Nam. Và Minh Hải cũng rất là mong tất cả chúng ta hãy cùng tạo ra một cái môi trường bóng đá thật sự lành mạnh, giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển. Và chúng ta bắt đầu bằng việc giữ lại những con người tâm huyết nhất, trong đấy có ông Jürgen Gede. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nấm đồng trùng hạ thảo khi được sinh trưởng trong môi trường thiên nhiên thuận lợi có hàm lượng dược chất cao vượt trội. Từ đó, ý tưởng về một sản phẩm đông trùng hạ thảo gần gũi với thiên nhiên ra đời. Đó là khởi đầu cho sản phẩm đông trùng hạ thảo bán tự nhiên. Khác với đông trùng nhân tạo, ở giai đoạn sinh trưởng, nấm đông trùng hạ thảo được nuôi trồng hoàn toàn dưới những tán rừng thiên nhiên. Con người chỉ kiểm soát về mặt sâu bệnh và những côn trùng gây hại. Công nghệ này giúp đông trùng hạ thảo hấp thu tinh chất của thiên nhiên, nhờ đó cho chất lượng cao vượt trội. Thời gian nuôi trồng rút ngắn từ 10 đến 20%, giúp sản phẩm có giá thành rẻ hơn đáng kể. Hiện dự án đã được triển khai tại vùng dược liệu sạch Vị Xuyên, Hà Giang. Sản phẩm có chất lượng cao vượt trội nhưng với mức giá thành rất phải chăng. Mua một hộp đông trùng hạ thảo dược quý đường tặng một hộp tỏi kim cương 200g trị giá 1.180.000 đồng.
mua 3 hộp đông trùng hạ thảo dược quý đường tặng ngay 1 hộp cùng loại, trị giá 3.540.000 đồng.